sắp tới ngày lễ 8 tháng 3 rồi anh chị em ơi. Có ai chuẩn bị mua quà cho mấy chị chưa? Đó, hôm nay á, lại anh chị em, bên Hữu Tình, bến Cát Bình Dương á, có những cái chương trình mà gọi là ông mua là bà khen. Đó, tại sao? Mua một chiếc xe là anh chị em mình sẽ được tặng thêm một cái điện thoại Samsung A75 nữa, hình như trị giá tới 4 triệu mấy lận. Cho nên bà con tham khảo liền nha. Với lại là ngày hôm nay nhiều xe giá giảm cực mạnh. Có những dòng xe như là S155 mà góp không có lãi suất nào luôn. Quá ưu đãi nha anh chị. Nhớ nha, mua xe tặng điện thoại nha anh chị. Hoặc anh chị em không thích điện thoại đó, trừ thẳng ra luôn là được như 4 triệu mấy đó. Thì chỗ này rất là quen với bà con mình rồi. Xe máy Hữu Tình ngay góc đường N1D5 Mỹ Phước 1 Bến Cát Bình Dương nha cả nhà nha. À, ngoài kia là ngoài ngã tư cổng chính của Mỹ Phước 1 á, mình quẹo vô cái, mình quẹo trái vô cái đường này. Đó. Giờ coi giá xe liền nha bà con ơi, hấp dẫn quá, nôn nóng quá. Chào em nha. Rồi, chào anh. Rồi, em xin chào tất cả mọi người ha. Thì ngày hôm nay em sẽ báo giá cho mọi người về những chương trình ưu đãi của cửa hàng và những cái dòng xe mà đang được giảm giá tại cửa hàng nha. Rồi, nghe đâu là mua xe nè, tặng điện thoại, đúng không? Rồi, đúng rồi, có những cái dòng xe mà góp không cần trả trước, đặc biệt là S155 là góp không có lãi suất luôn. Dạ. Mình mua xe Janus đó thì mình không cần trả trước nè, mà mình còn được tặng điện thoại là 4.990.000 nữa. Gần 5 triệu luôn hả? Dạ đúng rồi. Wow. Còn ví dụ không lấy điện thoại trừ tiền mặt được không? Dạ thì trừ 4 triệu nha. Trừ 4 mình triệu. Mình không lấy điện thoại, mình lấy tiền mặt 4 triệu nha. 4 triệu. Dạ. Rồi, lỗ là 900 thôi có gì. Dạ đúng rồi. Đó, ok nha. Janus nè, Frigo nè, nói chung là những cái dòng xe bên Yamaha đó. Bây giờ là hai đứa mình sẽ báo giá những cái dòng xe nào trước đây. Hay là báo giá luôn Janus với lại Frigo đi. Janus bữa nay giá nhiêu? Janus thì 27 triệu anh, còn Frigo 7. Thì 29 ạ. Rồi, 27 và 29 có đủ màu nha. Một lát nữa em vô em quay xe sau, báo giá trước cho bà con nha. Bây giờ anh em mình đi cái dòng xe nhập khẩu này ha. Cái này là Rockjet TVS. Cái mẫu này là mẫu xe nhập khẩu Ấn Độ em. Dạ đúng rồi. Ấn Độ. Tính năng của nó khá là nhiều luôn. Góp với dòng xe này thì mình không cần đưa trước nè. Giá chỉ 22 củ nha. 22 triệu thôi. 22 triệu. Cái này là xe có côn tay nè, có loa nghe nhạc nè, thắng đĩa nè. Đó. Anh chị em mình thích cái mẫu mới này tiết kiệm xăng. 1.6L cho 100 cây thôi. Đó thì mình có thể là tham khảo dòng này nha, xe nhập khẩu. Còn mẫu này thời gian vừa qua là làm mưa làm gió trên thị trường nè, BZ1. Bữa nay giá là bao nhiêu em? Bao số hóa đơn 32 triệu không phát sinh nha. Trời ơi, có 32 thôi hả? Dạ đúng rồi. Bữa 36 giờ còn 32 thôi. Dạ đúng. Có ai nói bên mình bán phá giá không? Kệ đi anh, em bên em đại lý Yamaha mà anh. Rồi, chơi lớn rồi, có thế mạnh là chơi lớn. 32 triệu. Còn cái mẫu này là xe 50 ha. Dạ đúng rồi, xe 50 mẫu này mẫu mới vừa nhập được chắc tầm một tuần á anh. Chuẩn bị sắp tới hè nè, mấy em chuẩn bị qua năm học mới á, mình mua chiếc xe này tặng, làm quà tặng cho mấy em đi học. Xe này bây giờ bao nhiêu em? 15 anh ha. Xe 50 phân khối, 15 triệu. Đây màu nữa nè, rất là đẹp ha. Đây là những cái dòng xe mới 100% nha anh chị. Đó. Cái mâm, cái bánh cầm của nó đẹp quá. Có bánh mâm luôn, mẫu có bánh cầm, bánh mâm luôn á anh, đầy đủ luôn. Thì bánh mâm luôn nó cũng không chênh lệch bao nhiêu, chỉ 500 nữa thôi là mình có bánh mâm luôn. Rồi, bên mình anh nhớ hình như là đại lý của xe 50. Dạ đúng. Giá nó dao động là từ xe số với là xe tay ga là từ 13 triệu 500 trở lên. Là có. 13 triệu cũng có nữa anh. 13 triệu có luôn. Dạ. Như hồi trước Tết á thì đại lý thứ 100 thôi mà bây giờ đại lý top 1 luôn anh. Rồi ta hai bảng huy chương nằm ở trong đó, xíu nữa giới thiệu cho bà con luôn anh chị mình thấy quá trời xe nha, ở trên lầu nữa nha anh chị, từ từ anh em mình sẽ quay tới. Với những cái dòng xe win á thì bây giờ giá nó khoảng bao nhiêu em? Giá thì 13 triệu tới 15 triệu tùy phân phối anh, từ 110 tới 140cc. 110 cho tới 140. Những cái dòng xe này là mình góp là không có cần đưa trước luôn. Dạ đúng rồi, còn những anh chị ở xa thì đối với hình thức mua tiền mặt á thì mình cứ cọc cho em từ 1 tới 2 triệu nè, thì em sẽ ship xe cho mọi người ha. 1 tới 2 triệu. Đúng rồi, ship xe toàn quốc cho mình luôn. Rồi, ok nha. Báo sơ lược cho bà con. Cái này là xe Tayga 50. Mẫu này cỡ 20 không em? Dạ 18 anh. 18 triệu. Dạ đúng rồi.
18 triệu nha, có hai mẫu. Cái dòng xe này thì trước kia là góp mình trả trước cho tầm 2-3 triệu á, mà bây giờ không trả trước cũng được. Không trả trước cũng được nha. Đúng rồi. Màu này mẫu mới nè chị, rất là đẹp. Còn Scoopy thì sao hả Dung? Scoopy thì khóa thường 34 triệu, khóa thông minh thì 35 triệu ha. Không phân biệt màu sắc luôn, màu nào cũng như vậy ha. Khóa thường 34, khóa thông minh 35. Đó, 34 và 35, chắc mua 35 đi. Hơn có 1 triệu được khóa thông minh. À, bên đây là xe 50 luôn nha mọi người. À, dòng này là dòng Cúp 50 nè, nhập khẩu nguyên chiếc ha. Thì giá nó hơi nhỉnh hơn những cái con Cúp Việt Nam một chút xíu, 19 triệu ha. 19 triệu, cả nhà mình thấy có xe 50 nào á mà hả đồng lòng ống hơi chưa? Xịn sò nha, cái dòng này xe nhập khẩu. Anh chị mình mua cho mấy em đi học á, mấy con ở nhà đi học á, mua chiếc này đi nó chất lượng, nó đẹp. Nhìn kiểu dáng của nó cũng phá cách hơn nha. Đặc biệt á là mình góp là không cần đưa trước cũng được. Dạ. Đó. Rồi, còn mẫu này hồi nãy anh nói là góp không lãi suất bữa nay nè. Dạ đúng rồi, góp không lãi suất ha. Thì không có bữa nay anh, tới ngày 30 tháng 4 luôn. 30 tháng 4 luôn hả? Đúng rồi. Wow. Thì góp dòng xe này không lãi suất nè. Mình chỉ cần trả trước từ 5 triệu ha. 5 triệu. Đúng rồi, ẹt này ẹt mẫu mới ha mọi người ha. Giá 49 triệu nè. Còn ABS thì 51. 51. Dạ. Đó, ví dụ như 49 trả trước 5 triệu còn 44 chia đều ra các tháng. Dạ đúng rồi. Rồi. Không có lãi suất luôn, quá ngon lành. Đó, còn Raider Sachi Sonic thì sao hả em? Raider thì 43, Sachi 46 và Sonic 49 ha. Bản Việt Nam của Sachi thì 45 triệu nha. Góp thì mình cứ trả trước cho em thấp nhất từ 5 triệu là mình có thể lên hồ sơ nè. Đưa trước 5 triệu là được. Dạ đúng rồi, trên 18 tuổi giùm em ha. Mấy cái mẫu xe này là chạy là xé gió luôn nha anh chị. Bao lạ, bao lẹ, bao nhanh luôn á. Rồi, vô trong nhà thì có Future màu đen nhám này cũng rất là đẹp. Future đen nhám này bánh mâm luôn, chỉ 34 triệu mọi người. Giá đã bao gồm thuế VAT cho mình nè. Còn màu đỏ này là phiên bản 2024 ha, giá nó hơi cao hơn một chút. 35 triệu ha. 35 triệu. Đúng rồi, trắng đỏ thì trước giờ thì mẫu cũ hay mẫu mới gì nó cũng cao hơn rồi. Trắng với màu đỏ thì 35 triệu. Còn màu đen nhám thì 34 nè. 34 triệu. Rồi, ok nha. Còn Gentleman 200cc này, phân khối lớn. Những cái em xe mô tô nhập khẩu này thì như những video trước thì em cũng đã báo rồi, 50 triệu đồng loạt ha. Đồng giá hết 50 triệu ha. CBR, CBR Hyundai mọi người. không phải 50 triệu nha mọi người ha. CBR fan ABS nha. 69 cũ nè, còn CBS thì 59 nha. À, xe này xe xịn nha, xe này xe chính hãng Honda. À, 69 triệu. Còn nhưng những cái mẫu xe 50 này hồi nãy cũng nói rồi ha. Dạ đúng rồi, từ 13 tới 18 triệu thôi. 13 tới 18, cái mẫu này đẹp quá trời, cái đèn led nó đẹp quá. Con đó có 13 triệu 500 đó anh. Đẹp vậy mà có 13 năm thôi chị. À, quay em pha 50 cũng 13 năm ha mọi người ha. 13 năm. Rồi, mới về màu mới nhiều đó anh. Màu này là gọi là màu gì em? Màu hồng phấn cái gì á? Hồng phấn. Rồi, không biết màu luôn. À, đây là mẫu Victoria mẫu 2024 nè. Mẫu này mẫu 2024 ha. Còn bên trong thì có mẫu 2023 nữa. Giá của em nó 18 triệu thôi. 18 triệu. À, cả nhà mình thấy cái đít nó nhìn giống Vespa không? Xe đẹp lắm. Rồi, Future ở đây cũng có nhiều mẫu ha. Rồi quay Black Red X. Black thì bữa nay giá mười mấy ha. Quay Black nè, Sigurd nè, quay Alpha đồng giá 18 cũ nha anh. Đồng giá là 18 triệu. Rất là dễ lựa cho bà con nha. Còn Dream bữa nay giá sao ha Dung? Dream 13 triệu anh ơi. Thì Dream em xin nói lại luôn nha mọi người, Dream là lốc máy Dream ha. Không có Supreme hồi xưa nha mọi người, không phải lốc máy Honda đâu, lốc máy Dream, xe Dream, lốc máy Dream luôn ha. Giá chỉ 13 triệu ha. Nhưng mà cô chú anh chị mình ở xa thì mình cứ cọc trước cho em 1 tới 2 triệu thì em sẽ ship xe cho mọi người nha. Rồi, 13 triệu. Ok nha. Xe quá trời luôn, cho bà con mình lựa thoải mái, cứ qua đây nha chị. Trung tâm xe máy Hữu Tình. Chờ đón quý khách. 81, 82 kìa. Đây ha. 13 năm là có xe. Còn cái mẫu này nhiêu em? 13 anh, đèn thường 13. À, nhìn giống custom quá. 13 triệu là có xe. Ad 135 nữa nè anh.
này là mẫu 135 nhưng mà nó là xe 50 ha. Dạ, giá thì chỉ 16 triệu thôi. 16 triệu là có xe nha cả nhà. Rồi. Mấy em trai mà học sinh đó, mà em trai thì mình đi xe này quá ngầu luôn, có mười mấy triệu à. Đó. Mio này thì sao em ha? Mio 13 hai mấy? Mio 26 nha anh. Này 26 triệu nha cả nhà. Hàng hiếm anh, bây giờ bỏ mẫu rồi không có hàng luôn. 26 triệu. Đó, đủ loại xe cho cả nhà mình lựa nha. Rồi. Phía bên trên này thì có Victoria mẫu cũ và mẫu mới nè. Mẫu cũ thì nó không có cái trên mặt cái mũ đồng hồ không? Nó không có cái mũ, còn bên có cái mũ thì bên này nó không có mũ thôi. Rồi. Giá nó dao động như đó nha chị, career cũng vậy ha. Dạ đúng rồi, career cũng 18 triệu thôi. 18 triệu. Quen pha này đẹp quá. Ủa cái này là 110. 110 nãy báo rồi đó. Dạ. Thì bên cửa hàng có lên sơn độ mâm, độ đèn theo cầu của mọi người luôn á. Thì mọi người quan tâm hay là yêu thích những cái mẫu xe nào mình muốn độ sơn, độ màu gì thì mình cứ liên hệ cho em nha. Rồi, cái này là quay y nha anh chị. Đó, quay y, quay thái đó. Mẫu này giờ bao nhiêu em? Dạ 78 triệu bao số hóa đơn, không phát sinh chi phí luôn ha. 78 triệu. Rồi. Bên cửa hàng còn đủ màu, không thiếu màu nào luôn đó anh. Có màu xanh nữa kìa. 78 triệu. XSR bữa nay giá bao nhiêu hả Dung? Dạ 69 triệu ạ. Này 69 nè. Đó, còn Suzuki này 150 ha. Đúng rồi, gửi đi XS anh. 45 triệu thôi. 45 còn triệu. Những em này là 49 triệu nè. 9 ha. Razor. Rồi 15 59 triệu nha anh. Góp thì mình đưa trước tầm 10 triệu là mình nhận xe nè. 10 triệu. Rồi. Chung bây giờ bên mô tô bên Hữu Tình là đang xả mạnh đó. Tiếp tục qua đây coi mấy cái mẫu xe tay ga cao cấp SH đó, Vario Vision. Thôi Vision trước đi em. Dạ Vision thì đang hiện tại bên cửa hàng đang có 5 phiên bản rồi ha. Thì tiêu chuẩn nè, cao cấp, đặc biệt, cá tính và bản cổ điển. Thì mức giá chỉ 30 triệu đối với bản tiêu chuẩn, 33 triệu đối với phiên bản cao cấp và 34 triệu đối với phiên bản đặc biệt. Rồi bản cao nhất sẽ là 36 triệu ha. Góp thì mọi người không cần trả trước. Nhưng mà mọi người cứ muốn mua dòng như cá tính á, thì mọi người cứ trả trước cho em là 2-3 triệu là mình mua sở hữu được dòng cá tính thôi. Rồi cao nhất là 36 triệu. Bà con mình nghe rõ không? Anh chị em mình mua xe cứ gọi trực tiếp số điện thoại dưới màn hình giùm em nha. Hoặc là anh chị mình chạy qua bên Hữu Tình nhớ hẹn trước, để mình có thêm nhiều cái ưu đãi, ví dụ như giảm tiền xăng trên cộ cho mình nha. Còn như SH Nam, SH Mo đi, SH Mo bữa nay giá sao em? SH Mo đối với phiên bản CBS á, thì đang với mức giá là 58 triệu ha. Còn ABS thì là 65 triệu nè. Riêng màu xám xi măng và màu bạc á, xám bạc á, thì 66 triệu nha. Cao cấp nhất là 66 ha. Đúng rồi, góp thì mình cứ trả trước cho em 10 triệu là mình nhận xe rồi. 10 triệu là có xe. Rồi, ok. Còn như các mẫu khác của SH Cao 125. 125 thì 78 triệu nè. Bản A thì 84 triệu. Còn 150 thì 98 triệu, 160 cũng 98 triệu. Nhưng đối với 160 bản ABS á thì 107 triệu, còn 150 thì 102 triệu thôi. Rồi, 150 là 102 nha. Còn dòng xe nào bà con muốn xem không, như AB đi. AB anh ơi. AB thì có 125, 150 và 160 á. Thì đối với 125 thì có phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt ha. Thì tiêu chuẩn 39 triệu 500 nè, góp thì mình không cần đưa trước ha. Còn đặc biệt thì 42 chứ, góp thì mình đưa trước cho em 1-2 triệu để mình nhận cái phiên bản đặc biệt này ha. 150 thì 54 triệu nè, 160 cũng 54 triệu luôn. Riêng 160 bản đặc biệt á là 56 triệu ha. Góp thì dòng xe 150 và 160 của dòng AB á, thì mình trả trước cho em là từ 5 tới 10 triệu. 5 tới 10 triệu ha. Còn em ra nết luôn nè anh. Đây, một dòng xe đang được ưu đãi nè, mua góp không cần trả trước mà còn được nhận tiền mặt hoặc là điện thoại trị giá 5 triệu nữa ha. Xe này cho mấy chị chạy được luôn. Đó, xe nữ ngày ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Những anh trai mình muốn mua tặng vợ nè, vừa được tặng điện thoại mà góp thì không cần phải trả trước luôn nè. Thôi về kêu ảnh mua tặng cho chiếc xe.
Sợ không có tiền góp rồi đây. Rồi, 27 ha. Cái thác đẹp quá anh chị. Thác mẫu 2024 anh, bản 22 màu này là 2024 hết, còn trên kia 2023. Quá đẹp luôn. Còn như Vario 160 bữa nay giá là sao như thế nào em? Vario 160 thì có bản nhập khẩu và bản Việt Nam anh. Bản nhập khẩu thì 40 triệu ha, bản Việt Nam thì 37 triệu nè. Lên sơn mình cứ cộng thêm cho em 2 triệu ha. Rồi, bây giờ anh em mình lên lầu đi ha. Trên lầu là có đầy đủ hết tất cả các màu của Vario 125 nha anh chị nha. Đó. Bữa nay giá Vario bao nhiêu em? Dạ giá Vario thì năm 2024 này nó cũng lên giá hơn một chút so với 2023 ha. Nhưng cũng chỉ 36 triệu ha. 36 triệu. Đối với phiên bản khóa chìa nè, còn khóa thông minh thì 39 triệu ha. Dạ. Lên sơn như thế này mọi người cứ cộng thêm cho em 2 triệu tiền sơn xe. Phí sơn xe thì em đã bao gồm phí đổi màu sơn cho mình ha. Ừ. Xe quá trời xe luôn. Copy nãy mình nói rồi 34 và 35. Dạ đúng rồi. À, cứ chì tùy màu luôn, màu nào cũng được. Cứ 34, 35 là nhận xe thôi, không phân biệt màu sắc nào hết. Rồi. Ad 155, cả nhà mình nhớ ad 155 đưa trước 5 triệu. Còn lại góp không lãi suất. Đó, ưu đãi mạnh nha. Trong tuần lễ này, trong từ đây cho tới 30 tháng 4 luôn nha. Dạ đúng rồi. Giá là 49 với lại 51 ha em. Mẫu mới anh. Ừ. Mẫu mới 49 với 51, còn mẫu cũ thì 44. Ủa, mẫu cũ có 44 rồi. 48. À. Mẫu cũ 44 triệu là có xe rồi nha anh chị. Rồi. 2023 đó. Trên này thì có Winner. Winner V2 cũng còn luôn. Cái này là V3 ABS cao cấp nhất nè. Dạ Winner V3 ABS thì 36 triệu ha. 36. Rồi còn bản C thì 34 triệu nè. Còn đối với dòng V2 này thì bản C là 32 và bản A là 34 nha. À, như mẫu này 34 nè. À. Đặc biệt là Winner là từ trước tới nay là góp không cần trả trước. Cái này là mở kinh ha. Mở kinh dòng xe nhập khẩu này thì giá chỉ có 42 triệu nè, góp mình cũng không cần đưa trước nha. 42 triệu. Rồi. Tega 50 thì có đầy đủ, đây xe điện nha. Xe điện này còn có thằng em 14 triệu luôn. 14 triệu. Mẫu này cũng đẹp cả nha. Giống như Vespa xưa đó. Cái này cũng tầm 20 ha. Dạ đúng rồi. Còn Sirius nè, pha đèn 2 tầng ha. Bánh mâm thắng đĩa luôn, 13 triệu 500 nha. 13 năm. Đó, anh chị mình mua xe nào thì cứ để lại bình luận bên dưới, hoặc là mình liên hệ trực tiếp Zalo cửa hàng ngay ở trên màn hình luôn nha anh chị. Xe 50 là cứ từ 13 triệu cho tới 20, 21 là có xe. Rất là nhiều mẫu mã nha. Đó, cúp các loại. Mới về được cúp tấm 3 khóa thông minh nữa đó anh. À. Nhập và cũng từ trước Tết chắc mấy tháng á, từ hồi tháng 8 á là còn một hai chiếc, xong nhập tới bây giờ mới có lại đó. Cũng được, mới có mấy chiếc mà khách cũng mua em ship cũng gần hết rồi. Chỉ còn hình như đó có một con một còn bốn con anh ơi. Bên kia nữa. 5-6. Rồi, đủ hết nha, có Charlie luôn nha anh chị nha. Charlie là 14 năm ha. Dạ đúng rồi. Charlie 14 năm. Riêng hàng nào giảm được giảm chứ dòng này không giảm, anh còn đúng một con duy nhất luôn. Còn con chiếc hôm bữa anh nhớ nhiều lắm á. Hết rồi. Hết sạch. Hôm qua còn điện dành lộn, cãi lộn sùm nữa. Ủa tôi hỏi trước mà sao không bán cho tôi? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Cái người cọc trước mới quan trọng chứ, cái người hỏi trước thì tao biết tao mua hay không mua đâu anh, phải ai nhận cọc ai trước thì phải sao cho tao thôi. Tuy là ở đây là ở Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương nhưng mà có hỗ trợ ship toàn quốc cho bà con nha. Cọc cho cửa hàng vài triệu là cửa hàng sẽ ship xe về cho mình rồi. Còn trả góp thì anh chị phải tới cửa hàng ha. Tới đây thì chắc là anh em mình xin phép chào tạm biệt bà con cô bác luôn. Xin chào. Hẹn gặp lại.